Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức lễ khánh thành công trình đường tranh bích họa. Đây là công trình chào mừng 30 năm thành lập thành phố Vũng Tàu và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Công trình đường tranh bích họa được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu thực hiện trên bờ tường thuộc hai khu vực, gồm khu tập thể liên doanh Vietso Petro tại đường Nguyễn Thái Học, phường 7, với chiều dài khoảng 300m, diện tích vẽ khoảng 650m2, và tại hẻm số 6 đường Trần Phú, phường 1, với chiều dài khoảng 80m, diện tích khoảng 200m2. Công trình có mức đầu tư 560 triệu đồng, thực hiện từ nguồn quỹ vận động của Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Đường tranh khắc họa vẽ những cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu như di tích lịch sử Bạch Dinh, ngọn Hải Đăng, bãi trước, bãi sau, Hòn Bà. Đường tranh cũng mang đậm thông điệp về tình hữu nghị Việt-Nga với những biểu tượng như quảng trường đỏ, búp bê Nga, hình ảnh về tượng đài dầu khí, giàn khoan cùng nhiều bức vẽ sinh động phục vụ cho giới trẻ du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm.